hậu nghi nhưng mà con này nó... hả, con này nó hỏng rất là mắt. Đâu đâu, mắt bên kia. Bên kia. Thấy đấy, mắt này hỏng. Tại sao hỏng được nhỉ con này à? Đã biết. Đây này bảo ngay đây này, xuống nhà nó chơi mà. Chim cu gáy. Chỉ đằng sau thôi, lúc đó mơ lên cho nên đỉnh màu, có thằng trò trả ai chụp không bán. Chưa biết chống má nhá, nó đuổi lưới được. Thần phết về mà, về mà nó trống thì nhà... chẳng mấy khi được ngắm chim nhiều hơn này, nửa tháng lần. À, đây toàn chào bào đây anh em này. Sao nay mua đây nhiều chim to nhỉ? Trắng lên má đỏ. Toàn màu. Đúng rồi, thì tụi to. Con này đẹp này. Con này phải không? Con trong này. Thợ chơi chim nhìn con này đẹp. Có tổ chất gì không? Đầu bé. Đầu bé. Thì các loại vẫn tốt như chơi điểm nào nhất? Đầu, cái đầu. Chơi mỗi đầu bé rồi đúng không? Chân chưa móng bộ làng được không? Màu miếng là được chứ phải không? Mới đầu bé đúng không? Con này mới mà mua thì tầm bao nhiêu tiền để mua được? Ông ấy có bán được tầm 4-5 lít. 5 lít? Đôi ông bán toàn 5 lít đấy. Đó, sắp tan rồi. Đấy, các bạn nhé, hiện tại là mình đang có mặt ở chợ chim Cảnh đây. Đấy, hôm nay thì chợ chim chợ bờ sông thành phố Lạng Sơn. Anh em ra chơi rất là đông luôn. Mình đang có mặt ở trung tâm luôn các bạn nhé. Đấy, thì bây giờ sẽ đưa anh em đi tham quan nào. Chợ chim Cảnh Lạng Sơn một vòng nào. Đấy, khu vực này là toàn bán chim luôn các bạn nhé. Đấy, khu vực này là bán lồng thì bán rất là nhiều. Đủ các loại lồng. Đấy, lồng chim đủ các loại luôn. Bây giờ đi từ khu vực mé bên này trước để cho anh em tham quan một số loại chim. Chỉ chia sẻ chim cho anh em xem thôi, không khí thôi chứ không thể chia sẻ chi tiết được. Đấy, ở đây chào Mào, Tiểu Mi, Trẻ Lửa, Khuyên, chào Mào Núi. Hôm nay bán được mấy con được không? Chỉ bán được con nào á? Khuyên. Khuyên đây. Bên kia cũng đang ngắm Khuyên hay sao? Ngắm Khuyên, ngắm chim Khuyên. Đấy. Khuyên. Thiếu luôn cánh tím. Tiểu Mi, Tiểu Lửa, Đáp Pháo. Đấy, nói chung là rất là nhiều chim các bạn nhé, đầy đủ các loại chim luôn. Đấy, sang bên kia xem. Chim khuyên. Đấy, tiếp tục vào trong khu vực dưới này các bạn nhé.
toàn trà vào thôi các bạn nhé. Đây đi 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 đi. Rút thôi. Rút thôi, chắc là tan chợ rồi. Phiên nào giống phiên nào? Chỉ thế. Phải tìm được con nó hấp dẫn. Chào các bạn nhé, đây hiện tại mình đang có mặt ở chợ chim cảnh. Đấy, rất là đông anh em hôm nay mang chim ra chơi rồi. Đó, chợ chim cảnh hôm nay là chợ đầu tháng các bạn nhé. Hiện tại là đây, rất là nhiều các bạn mang chim cảnh ra chơi. Để hôm nay đưa anh em tiếp tục đi tham quan chợ chim cảnh một vòng chợ Lạng Sơn các bạn nhé. Đấy, bên này bán rất là nhiều lồng chim này anh em này, đủ các loại lồng. Đấy, đủ các loại lồng và chim này. Bên này bán cám chim và chăn cho chim, đủ các loại chim. Gẹt. Đâu, cái này về 1-2 ngày nữa. Đấy, cứ cho nó cắn cái tay của máy đi. Xong rồi về ra cắn cái kia cá nó cắn đấy. Đây là chui nhiều cái. Loại vẹt này mới nói không anh? Đúng vậy. Cái này là nó có găng tay mới được. Nó cắn 1-2 đô. Cắn con găng tay nó không cắn được này nó thôi rồi. À. Đấy, như này nó cắn được mà. Nó ăn con này hiền hơn hai con này à? Gà nó thật kê mà nhờ. Nhưng bọn này nó chỉ ăn thóc là nhiều thôi. Kê không ăn à? Kê không ăn, thóc phải mua ở đâu? Ở trên hạt cáo ấy. Con chim gì trắng trắng này nhỉ? Cá cướp. Chim cá cướp. Chè than và chè lửa đây. Chè than, chè lửa. Đấy, trên này là hút mật, sáp pháo. Dây này anh sợ nó cắn đứt đi, sức cao sức sắt đi. Con đấy bây giờ. Nắp chưa biết, con đấy nắp chắc rồi nắp. Tiếp tục vào bên trong này. Trong này mới là nhiều anh em mang chim ra chơi. Này chợ khá là đông.
Đủ các loại chim luôn. Quyên chả màu xanh. Rồi mình vào bên trong này. Đấy, trong này mới là khu vực anh em ăn chim ra chơi rất là nhiều. Có một con màu đen thì cũng đẹp, nó mỗi con đẹp một kiểu. Thế rồi. Lan phượng con này ác phết đấy, nếu mà nuôi từ bé là ác lắm ấy. Nó mổ từ bé. Nó mà chịu nuôi từ bé, cái ta thả đi không cần phải cho vào lồng đâu, đến bữa nó lại khác ấy. Không khác ăn khác về, nó xung quanh ở cạnh nhà thôi, nó không đi đâu mà. Nhà còn một con như thế. Con này cũng nuôi từ bé phải không? Hay nuôi ấy rồi. Nó thả ra không cần cho vào lồng đâu mà. Ờ. Con này ác phết đấy, trong nhà mổ. Xong nghe không cần ấy nữa, không cần chăn nó nữa. Chỉ ví dụ là mình chăn chó chăn ấy những nó cái khăn ăn thừa. Nó còn phải ăn. Ờ con này có hai con này nó cái kiểu nuôi quen rồi, nó cứ hay đi ở nhà ngay ở bên cạnh ấy, nó toàn sang nhà người ta ăn, thế là mình tức mình mới lấy về bán rồi đi một con này. Con này nuôi dế thôi mà. Nuôi dế mà. Nhưng mà to này về nhà người khác thì cũng thả được thôi. Phải có cái lồng thả vi kìa. Ờ thả vi to. Lồng to. Đúng rồi. Nó có rộng thì nuôi được, vui. Ở nhà mình toàn thả đi. Ở nhà mình nuôi từ bé, nó quen. Có cho vào lồng đâu. Đấy, dạ. Chào màu. Ây dạ, mấy anh em chào màu. Kẻ lồng. Khỏe lâu rồi thôi. Rất nhiều trà màu. Tiếp tục. Đây, ở đây bán gà tre, trà màu, gà rừng. Đây, khu vực này anh em mang chim rất nhiều, anh em nào mà thích chơi chim đến với chợ là bờ sông thì anh em thoải mái chọn các loại chim các bạn nhé. Đấy, video này mình dừng tại đây cho anh em tham quan một vòng thôi. Mình hẹn em một lại các bạn ở video tiếp theo. Chào các bạn nhé, hiện tại hôm nay là mình tiếp tục có mặt ở chợ chim cảnh Lạng Sơn này, phiên chợ đầu tháng mùa 2. Đấy, tiếp tục là đưa anh em đi tham quan chợ chim cảnh chợ bờ sông của thành phố Lạng Sơn một vòng. Đấy, khu vực này nhé các bạn nhé. Toàn bộ khu vực này là khu vực chơi chim của anh em. Mang chim tất cả các loại chim, lồng chim đủ các loại. Đấy, thì hiện tại đưa anh em đi tham quan một vòng không khí. Chứ thật sự là không thể quay chi tiết được cho anh em xem đâu. Đấy, khu vực bên này các bác đang chơi khiếu. Họ mi khiếu. Đây là những con họa mi. Từng khu vực một anh em nhá, khu vực họa mi khiếu, khu vực chả màu, khu vực chim khuyên. Đấy.
lên rồi. Không đánh thì trả thanh lý. Đánh nhớ rồi. Anh Đáp ơi, máy nào ở đây không anh Đáp ơi? Không có. Hello, máy này em tự ốp, máy này cho em. Mì khiếu. Mì khiếu. À đâu. À, anh em à, ngắm qua khu vực đấy thôi. Họa mi và khiếu ở khu vực đấy. Còn khu vực này mấy con trà màu của bác này. Từng khu vực bán một, khu vực thì bán họa mi, khu vực bán khiếu, khu vực bán trà màu. À, anh em cứ đến Lạng Sơn anh em khác khác vào chợ anh em khác nhìn thấy hết. Đấy, đây. Đây anh em này, con to đẹp này. À, đấy. Đây là con trà màu của bác này. Đấy. Đấy, nhưng bác này bán chợ chim này khá là lâu rồi. Hàng vài năm rồi anh nhỉ? Chục năm rồi. Đấy, toàn hàng đẹp. À, còn bên kia. Bên kia là bán lồng chim các anh em này. Tất cả các loại lồng chim. Đấy, ở đây là có một số con trà mào. Số trà mào ở đây. Trà mào thì cứ khoảng tầm 200 đến 500. Đấy, con nào đẹp lắm thì khoảng và tiền triệu thôi các bạn nhé. Thì hôm nay đến đây thì chỉ chia sẻ cho anh em xem không khí và một chút qua loa thôi, chứ không thể quay sát được để cho anh em xem kỹ hơn. À, tiếp tục vào trong này nha các bạn nhé. À, trong này rất nhiều chim. Còn là phương này bán lồng chim, đủ các loại lồng chim đây đây. Ở đây cầm món trà màu trên xe rất là hành tráng đây. Đấy, trên này có một con trà màu trên xe này khá là đẹp. Con trên xe khá đẹp. Tấp nập bên này bán chim họa mi và khiếu. Đấy, tiếp tục các bạn nhé, tiếp tục vào bên trong này đi. Ở đây bán lồng chim đủ các loại lồng rồi các bạn ạ. Chim lồng chim gì cũng có luôn. Chim bẫy, chim trà màu, họa mi, khuyên đầy đủ hết các bạn nhé. Tiếp tục vào bên này, bên này có một dàn chim rất là đẹp luôn. Mời anh em vào ngắm xem nào. Qua cổng cổng kia làm gì? Ừ đấy, để giờ quay đi, tầm cao đẹp đấy, đứng cao rồi con kia kiếu ấy. À đây đây đây. Đấy, kiếu tím đây. Kiếu tím. Đẹp chưa? Vừa hát đôi xe luôn. À. Đấy, thấy rõ ràng đẹp chưa? Đẹp. Kiếu cánh tím. Kiếu cánh tím. Cánh con mơ luôn. Bản thân là tím, màu tím hết. Một triệu một con này nha các bạn nha, 1 triệu một con khiếu tím này. Bên này là khuyên này anh em, rất nhiều chim khuyên. Khuyên này tầm khoảng 50.000 đến 70.000, 100.000 con. Con tùy từng phiên thôi, có phiên thì rất là rẻ, có phiên thì rất là đắt. Phiên thì mấy chục nghìn một con, bên kia là khuyên. À, chợ này rất là nhiều khuyên luôn các bạn nhé. Khuyên và trà màu rất là nhiều luôn. À, đây là con khiếu lùn cánh tím này. Tiểu Huy, Phút Mật, Hồng Hạnh, Hồng Hạnh, Hồng Hạnh này, Hồng Hạnh, Tiểu Lửa,
họ nhiều tiểu lửa mà nhà hôm nay bán hết rồi phải không? Ừ. Bán hết rồi. Tiếp tục đưa anh em vào bên trong này. Trong này là khu vực chính của chợ chim này. Đấy, khu vực này là khu vực chính của chợ chim. Rất nhiều chim anh em ra đây. Đấy, tiếp tục đi ngắm tiếp ở trong này các bạn nhé. Tân chào mau thôi. Hả? Ra đây con tuyển con nào ở đâu không? Có hay không? Đi lắm. À. Từ bị cái nhắc nhở bắt đầu xuất rồi. À. Bị nhắc nhở cái gì? Nhắc nhở mấy con chim ở đây. À. Tàn trà màu. Chợ rất nhiều trà màu luôn. Đấy, cực này. Đi đứa đấy. Ghé trang à? Không chỉ trang à? Tiếp tục đi xong rồi này xem ngon nhé. Còn giá trà màu nhiều thôi. Họ mi, họ mi. Đấy, chợ chim ở khu vực này rất nhiều luôn các bạn nhé. Bên này là có gà rừng. Gà rừng, gà rừng. Dạo này chạy không à, còn nhiều lắm ấy nhỉ? Nhiều lắm. Bán thôi em, bán thôi. 500. Có để đây nữa chưa về. Chú về, chú cho phơi nắng một tí là nó hết ngay. Chào mau, chào mau. Anh bán chịu ấy. Xem mấy cao thủ chơi. Đi đi ăn được đâu, đi ăn khó ăn lắm. Khuyên. Ê, có mái không? Có mái. Không bảo có mái không? Có mấy con à? Mái còn hai con. Mới mấy à? Đang ra lông hả anh? Đang ra lông. Thì mua thấy lông. Đang ra lông. Bao tiền con? Ôi mua dế á. Thôi, tao rồi. Bao tiền con? Đây nhỉ? Nhiều khuyết đấy nhỉ? Bình dân thôi. Đây à, con này đẹp đấy nhỉ? Alo. Ở bên đây có nhiều con. Chợ đi để thôi. To mà, to sù. Quyền. Chợ chim bắt đầu ra tấp nập đông hơn rồi. Nắng ấm lên nữa là ra đông hơn rồi.
khuyên này của ai đẹp thế nhỉ? Của em à? Con này thuần lắm rồi nhỉ? Trò chim rất sôi động. Loạt chim này. Đấy, ở kia có con này là con à trà mào đất. À quên, trà mào núi và con trà mào. Đấy, bên này có con tiểu mi. Đấy, này còn hút mật sắc pháo này. Thiếu luôn cánh tím này. Thiếu luôn cánh tím này. Đây là con thiếu cánh tím. Cái lọc cháo này chi chứ chứ cái này đã coi rồi. Thiếu cánh tím. Thiếu màu xanh hết, tím hết này các bạn này. Khuyên. Mấy cá thủ nhỏ nhỏ này là chơi chim này. Con này nhìn nhỏ tí thôi nhưng khá đẹp. Khá thuần rồi đấy nhìn nhờ. Chưa thuần lắm, vẫn là thuần. Như này là muốn nuôi được một tháng không nha, được rồi. Bấy được á là? Bấy đấu. Bấy đấu à? 5 lít mới bán à? Vâng. 5 lít. Ờ, cái trao kia tí nữa, phải để khách chẳng mua. Chợ chim hôm nay đây. Đấy, khu vực này, khu vực chợ chim, chính của chợ chim anh em nhé. Để cao quá thì sợ nhiều lúc là nó nhảy thấy cái lúc bị bập bềnh, nhưng mà để cho nó không bị này. Hôm nay chim khá là ít. Chà mào. Mào. Chờ màu họa mi. Mà chim ít nhỉ? À bắt đầu mới ra đấy nhỉ? Bắt đầu mới ra như nhiều bác bây giờ mới ra. Đấy. Chà màu. Đây toàn là chà màu. Họa mi. À, kia bác đó. Phạm Huy. Con này con Phượng Hoàng Đất. Loan Phượng với Phượng Hoàng Đất nó là một tên mà. À thế à? Ờ không phải. Nó loại Phượng Hoàng Đất nó có mấy loại cơ. Con này mua con gì? Chết đi lấy con Loan Phượng đi. Nó Phượng nhà cháu có hai con giống khác, giống nó đuôi dài kia, nó không màu như này. Còn đuôi bao nhiêu?
triệu hai con cụt đuôi. Chào bao à? Anh chọc mẹ vào tay. Người non lên. À con này khá nhỏ. 2 lít à? Khá thân rồi anh nhỉ? Người non lên. Người non lên. Bấy được á? Nuôi lâu chưa? Hơn tháng một thần thế này. Chim này của nó nuôi non lên. Được con này. Hơi bé thôi nhưng được cái màu cũng khá đẹp. 2 lít. 2 lít lấy được. 2 lít. Chốt luôn đi. 2 lít ra bắt mấy con này kia chưa thuần kia. Cái này bán mấy lít này anh ạ? À, em? 5 lít. 5 lít à? Lồng biết cả môi cả mồng. Đây này toàn chơi mi. Mỗi phiên 2 con thôi anh nhỉ? Lạng Sơn này có một số anh em bán mi ở nhà cũng đắt hàng lắm anh ạ. Cứ vào nhà cứ phải trên 2 củ đi vào nhà xem mất thời gian lắm. Mi ở nhà thằng đấy bên kia nó bán hơn triệu con, triệu 1, triệu 2 một con. Đầu tiên á. Đây ở bên này có một dàn chim này các anh em này. Đây, một dàn chim này đủ các loại chim này. À hôm nay lại gặp ông. Lâu lắm rồi không ra đây rồi. Hôm nay có một dàn chim ở đây các bạn này. Đấy. Anh em ngắm một số như là con chim. Đây là những con chim khuyên thôi nhỉ. Khuyên chào vào bông. Chào vào lửa đâu. Đây á. Con này chào vào bông mới sao chứ. Kiếm được con chim rất là lạ nhỉ. Chơi con đập chơi thì con này nó to thì có đẹp luôn. Chiếu canh tím con này nó không rát người đâu, phần được mà phần hết đấy nhỉ. Thế là bác chung ở nhà toàn là kế các loại chim ở nhà vẫn trước thôi. Ừ, nhiều chứ rồi, và là con át chủ bài trong thỉnh thoảng mới mang con đẹp hàng độc ra. Hàng độc con chiếu canh tím này bán bao tiền là bác chung? Đúng rồi, con đẹp thế, thơm triệu con đây là điều bác Cường. Thiếu canh tím. Cái này là con bác Cường của nó thiếu. Thiếu canh tím. Con này là màu của nó đi trên đi. Không. Đấy. Oanh, ui giời, chim oanh nhá. Đâu chim oanh đâu? Đấy oanh đấy. Hai con này là con cái tím này, con chịu anh đấy. Chú lùn cái tím nhá. Vâng, con oanh đấy, con oanh đấy, chịu oanh đấy. Chú lùn cái tím, cái kia là con trà màu núi, phải không nhỉ? Chịu oanh. Trà màu xanh. Trà màu xanh nhá. Trà màu xanh. Trà màu xanh. Trà màu bông. Trà màu lâu. Trà màu mốc. Đây, trà màu lâu. Sáo đá. Màu lửa. Có lửa. Màu lửa. Sáo đá.
Chả màu nâu, chả màu xanh, chả màu đỏ. Béo đâu? Già chiến rồi thế. Hôm qua vừa hôm nọ vừa ra quán phu nhân. À vậy đấy à? Hôm đấy có ông bà già ra họ. Ông bà già ra đấy. Thiếu lùn cánh xím này anh em ơi. Đây là. Ông bà già về quê rồi. Về quê già. Hôm nay là nghỉ chứ nhở? Tháng nghỉ nhỉ? Em ấy cứ khoảng 30 mới ra một buổi thôi. Cuối tháng giá chỉ ra cuối tháng 29-30. Ờ, 29-30 em ra một buổi thôi, một buổi là được thôi. À, đúng rồi, đông khách. Đấy. Tôi bán cứ quay lại một phát thì kia là đi được quay làm được 3-4 hàng. Ờ, chờ hút mật này các bạn này. Hút mật sắc pháo này nhỉ? Thiên đường tình ái. Thiên đường tình ái. Hoa mỹ nhân. Con này là con tiểu lửa. Đa dạng màu sắc đấy. Ờ, tiểu lửa đây. Đây là con trao màu. Trao màu núi và hoa trao màu. Thiên đường tình gái à? Đấy. Bên này bán một số những loại cám chim. Ok. Ba đứa ở nhà. Ok, bên học online. Đấy, một số cám thức ăn và một số phụ kiện nó chim anh em ạ. Rất nhiều phụ kiện, đủ các loại phụ kiện luôn. Không thiếu. Đấy, khu vực này là anh em ạ. Mang chim nó ngắm, bán. Đây bán lồng nhiều lắm các bạn này. Đủ các loại lồng luôn. Đó, chim bắt đầu đông dần đây rồi. Chim ăn những vải lồng bẫy. Nó đắt đắt tí được. Có cái này anh bán. 180. Đây có mấy em trao màu. Chắc của thằng Minh. Xe cứ hót nhiều chưa? Ra dòng chưa? Bắt hết 4 con đấy, phải không bác? Con nào đẹp là bắt hết. Con nào chả đẹp. Con nào cũng đẹp, con nào cũng xinh. Wow. Giá yêu thương. Yêu thương. Kịch một tờ. Kịch một tờ to. Đây con này là anh kia bắt hết rồi. Kịch một tờ to là biết bao nhiêu không? Tăng to. 5 lít một con. 500 gram con. À. Chị đẹp. Bên này cũng vậy. Bên này bán đủ các loại lồng chim luôn. Cốc chim, hộp chim. Bên này là có một con khiếu, con phạm y. Khiếu phạm y. Một khiếu phạm y. Khiếu. Một khiếu hai phạm y. Đấy, khu vực bên này bán đủ các loại lồng chim rồi anh em này.
cả các loại lồng chim luôn. Kích tờ một con. Kích tờ to một con, 5 lít một con. 5 lít một con này nhìn này. Đấy, hay ngắm này. Ngắm đi, ngắm chim rồi. Chào vào những con này 5 lít đây. Kích tờ một con. Một con nào màu cực đẹp luôn. Màu lên đi. Quá đẹp luôn. Ba con bên này đã khách đã lấy rồi. Ba con này khá đẹp. Khách lấy rồi. Nốt luôn rồi này. Bác á, nhiều chuyến đẹp đấy nhỉ? Có mà em. Mấy chuyến này không ra đi chơi rồi. Đây, cụ táo bác này xếp vào lồng máy này à? Ừ. Toàn lồng chất đấy nhỉ? Ừ, cho những lồng này nhìn hấp dẫn nhỉ? Đây, nhìn yêu thương. À, hai con kia đẹp đấy. Kịch tờ, kịch tờ. Kịch không con với em không? Kịch tờ, kịch tờ. Kịch tờ to. Đúng rồi. Kịch tờ. Đã yêu thương. Đã yêu thương là kịch tờ to là 5 lít. 5 lít con này hả bác? Yêu thương cho cái cấy nha em. Ở đây con này màu thế nào? À, đuổi vào lồng của em đâu nhỉ? Để mà em đuổi đi. Về con kia nó thuần kệ nó nhỉ? À. Con của anh nó khác. Con của anh đây à? Con bên này cũng đẹp này. Mấy em bây giờ như nào, đuổi kiểu gì đấy? Anh vẫn còn một cái lồng đây. Mua lồng luôn được. Hay rồi cái lồng này vào cái rồi con đấu này vào cái là được gì thôi. Con đấu. Vậy đâu à? Nổ dòng rồi, nổ dòng hết rồi. Có mà mỏ lắm, lên mỏ 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 mỏ. Con nó mau mỏ cực luôn. Cho sang đuổi luôn cả ba con. Cho chung một lồng anh. Mở lồng ra đuổi chứ. Bắt luôn ba con. Người ấy thấy là nó vào. Bỏ ra thôi. Bỏ ra các bạn vào luôn. Đang rồi, một con rồi. Hai con rồi. Nốt con kia. Bắt hết luôn ba con anh. 30 con còn bắt. 30 con bắt. Chưa hết. Con này về móc lên dàn nó còn chơi mập rồi. Đúng rồi, khá thuần đấy. Con ấy mới lấy hôm qua này nó chết nó. Đâu nó. Chào mao. Đi là cái đôi này sao rồi? Đi đôi này rồi. Cái này nhà là nó vô luôn này. Đây là con chào nó được cái con này ông luôn. Đó. Nó phát ra luôn. Chào các bạn nhá. Thì đã lâu lắm rồi mình không có dịp đi chợ chim, chợ thành phố Lạng Sơn, chợ bờ sông để quay chim cho các bạn cùng xem. Thì hôm nay mình đang có mặt ở chợ chim đây. Đấy, thì tiếp tục là mình sẽ đưa anh em đi tham quan chợ chim của thành phố Lạng Sơn nhé. Hiện tại mình đang đi vào cổng đây. Mời các bạn cùng mình đi vào trong xem hôm nay phiên chợ đầu tháng có nhiều chim không các bạn nhé. Đây, ở đây hiện tại là có bán một chú chó mèo. Tiếp tục đi ở bên trong này các bạn nhé. Đấy, ở đây chưa gì đã có mấy chú chim chào mào và bác nào ở đây rồi này. Đây ngay đầu chợ các bạn nhé. Chào mào các bạn ạ. Toàn chào mào này. Đấy, thì đây là đầu chợ thôi. Thì vào trong bên trong chợ để ngắm các bạn nhé.
Đây, tiếp tục vào bên trong đi. À, đây con này chuột. Con này con là chuột gì đâu? Chuột bạch ấy. Chuột lang. À, chuột lang nhỉ? Chuột lang. Ừ. Chuột lang. Con này nhà ông nuôi à ông? Ờ, nhà nuôi. Hai con. Hôm nay mới thấy ông đi bán được nhỉ? Không, mang mình không ra chợ đâu. À, không ra chợ đâu. Chẳng qua đi dạo một tí cho nó vui. Con này giờ bán bao tiền đôi ông? Đôi này là 300. Đẹp với chứ nhờ, lông nó mượt thế nhỉ? Cái này con đăng qua 2 tháng rồi, nó còn to hơn nữa. Còn 8-9 lạng một cân. Đây có thỏ. 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 Tiếp tục vào bên trong này các bạn nhá. Chim sáo hạ mi. Ở đây bán hạ mi này. Tiếp tục ngắm. Anh thấy con nào đuổi ra không? 26. Chè lửa, chè than. 1 triệu bác ơi. Hảo mi, hảo mi giờ đắt rồi. Đắt lâu rồi mà bác. Nó con nào con đấy hot hết rồi. Hảo mi bây giờ là đắt rồi. 1 triệu một con. Đắt nó hot hết rồi. Từ năm ngoái năm kia là đắt đúng. Là có dịch, lúc có dịch thì đắt rồi. Khó. Hảo mi 1 triệu một con. Bác lấy con nào em gửi ra cho xem đường đấy. Cho hộp ra em xem được bác. Đây kia là khuyên. Chỉ còn lại chim anh em nhá. Đây tiếp tục anh em ạ. Ngắm bên này. Đây. Đây, sáo đây. Sáo đá. Tước. Một số lại. Vẹt. Đây là khuyên. Chim khuyên, chim khuyên. Có một con vẹt to. Tiếp tục mời anh em vào trong khu vực chính này. Đây khu vực này bán rất nhiều lồng này anh em. Lồng chim. Các loại lồng. Đây ở bên này vừa vào đây bên này có một số loại chim này. Ê anh em, anh Trung. Khá lâu rồi không ra đây rồi anh kia. Đây có hai con tiểu mi đây các bạn này. Tiểu mi nhá. À treo bông. Khuyên. Trà bào bông. Lại gặp chị. Khi nào cũng có chim bán. Yeah. Trà bào bông. Khuyên. Đấy. Bên này cũng toàn là khuyên đấy các bạn này. Khuyên. Hôm nay bên này bắn rất là nhiều chuối nhỉ, hôm qua vừa dằm xong hết. Đây có một số loại chim chưa mở lồng. Đây khu vực này là bán thức ăn cho chim và một số phụ kiện cho chim. Cầm thêm cái để em cho. Sớm thế? Mày mấy phiên không ra đây chơi à? Em rảnh em mới ra được. Ở đây mấy phiên không ra rồi. Hôm nay là tranh thủ ra chơi. Ra chơi tí. Chim chưa ra đâu chưa? Một số lại Hảo Mi à? Ôi con này con gì đỏ đó nhỉ? Lan Phượng. Lan Phượng à? Chim Lan Phượng. Ờ,
họ Huy. Huy chào Mào. Rồi, tiếp tục mời anh em đi tham quan chợ chim cảnh này. Khu vực này anh em mang chim ra rất là nhiều rồi, xe rất đông đúc. Đấy, từ cổng chợ là mình sẽ vào đưa anh em tham quan vòng nhá. Ngay đầu cổng chợ đây có bác bán vẹt sáo vẹt đấy, con này là con sáo này, con này còn là con vẹt đấy, vẹt giống vẹt to rồi biết nói đấy. Con khuyên và con vẹt vẹt to. Trong bên này à? Cái kia lấy vía. Anh 48 về hôm nay đánh 48. Chó. Này con kia. Là con này à không bạn? Mua rồi à? Bao tiền con này? Em mua 700. 700. Cái con này mặt nhìn ghét nhỉ? Mặt con này ghét nhỉ? Về nhá, về nhà chơi nhá, ở nhà tao khổ lắm. Về nhà chủ ăn ngon lắm. Sướng đại gia luôn, chó đại gia. Nhìn mặt nó sơ ghét rồi. Mấy này quay ghét này không bởi. Không ghét đâu. Anh ơi, xong về rồi. Che lửa, che than. Cút mặt. Tiếp tục vào bên trong này các bạn nhé. Bên trong kia mới là anh em mang chim ra rất là nhiều luôn ở trong này. Tiếp tục anh em đi thêm một vòng nữa vào trong này. Còn bên này là bán thức ăn cho chim này, lồng chim này, rất là nhiều luôn các bạn nhé. Các bạn đến chợ chim này các bạn thoải mái chọn lựa luôn, chứ mình chỉ quay được toàn cảnh cho anh em xem thôi, không khí và cái cảnh anh em. Tiếp tục vào bên trong này này. Đấy, bên trong này mới là nhiều anh em mang chim ra đẹp. Nào vào bên trong này đi. Đấy, dàn chim tắc kè các kiểu bán đầy đủ luôn các bạn nhé. Các bạn cứ đi tham quan thôi. Đông lắm rồi. Càng ngày chợ chim càng đông. Đây. Ở đây bán rất nhiều lồng chim. Đấy, lồng chim đủ các loại lồng luôn các bạn nhé. Rất tấp nập. Còn bên này có một dàn các loại chim luôn các bạn này. Đấy, một dàn các loại chim luôn nhé. Đấy, tiểu mi này, chim khuyên này, chào màu này, chào màu bung này, chào màu rừng này. Đấy. Đây, chim khuyên này. Bên kia cũng là khuyên này. Kia lồng kia là lồng khuyên này. Hôm nay chim chợ chim rất nhiều chim khuyên luôn. Đây vào bên này ngắm mấy con chim khuyên nữa. Mấy anh em này xem nào. Hôm nay nhiều khuyên phết nhỉ. Khuyên luôn. Bên kia bán à? Chuối. Rồi, tiếp tục vào bên trong này. Bên trong này còn rất nhiều loại chim nữa. Rồi các bạn à, ngắm qua đây vòng này. Khuyên này, đây là con chim khiếu. Khiếu tím, khiếu cánh tím. Đấy.
bên này có con khiếu đùn cánh tím này, tiểu mi này, hồng hanh này, chim tiểu lửa này, tiểu lửa này, đây là hút mật này, tiểu mi này, chào mao núi này. Đó là con tiếp tục nha anh em nhé. Ở đây có một con khuyên. Tiếp tục vào trong này. Trong này mới là nhiều anh em mang chim ra chơi. Họa mi ui ôi, con đầu cụt đuôi con hút dần. Triệu mốt à? Cụt đuôi có đầu hỏng móng rồi. Bóng nữa, thế là con này. Không, nếu mà hót nhiều thì đem về chơi. Không, thì nghe hót. Con máy này gì mà mất. Ông ơi, chim kiểu gì toàn tam thương hay không? toàn thương, toàn thông minh đấy. Chơi cho sơ phẩm mà. Chào Mào. Hả? Em vẫn chưa bán à? Còn vẫn chưa bán con này à? Mới mua về. Nó chơi thôi đúng không? Cho nó tiếp cận. Thuần phết rồi anh nhỉ? Bên này có một số trà màu và một con họa mi. Chợ này rất là nhiều trà màu luôn anh em nhé. Đến chợ này anh em thoải mái chọn trà màu, con nào đẹp anh em mua, họa mi cũng vậy. Tiếp tục à. Rồi, ở đây có một dàn toàn con đẹp luôn. Dàn trà màu nhiều trà màu luôn. Thoát rồi. Đấy, bên này xem là con gì. Bên này cũng là trà màu. Trà màu. Đấy. Bên này có con gà rừng. Ở đây bán đủ các loại phụ kiện cho chim. Đấy, bên này có hai con mào này. Đấy, chợ này rất nhiều trà mào luôn các bạn nhé. Đi một đoạn là gặp trà mào liên tục. Anh em mang ra bán hoặc là chơi. Những con này trung bình lên tầm 200 trở lên đến 500. Con nào đẹp là tiền triệu thế thôi. Đấy, tiếp tục lên trên này nha anh em nhé. Bên này bán rất nhiều lồng chim luôn. Đấy, lồng bẫy, phụ kiện, cốc chim, đủ các loại luôn các bạn nhé.
em nào lên đây chơi thì ngày mùng 2, mùng 7, 12, 17, 22, 27 phiên chợ hàng tháng. Đấy, âm lịch các bạn nhé. À, ngó qua bên này tí xem nào. Bên này có 2-3 con trà màu ở trên xe. Đấy thì thật sự ở chợ này rất là hay. Anh em thoải mái chọn những con trà màu mình thích. Mình không thể quay được chi tiết cho anh em xem đâu. Đấy. Có chủ hết rồi đúng không? Anh em mình cùng nhau mở hàng dễ. Đặt hàng. Đặt hàng. Cứ vui tươi thoải mái này anh thích. Bán giá cả hợp lý nhỉ. Đấy. Trà màu rất là nhiều luôn các bạn nhá. Đến chợ chim này là rất nhiều trà màu. Chủ yếu là trà màu nhiều, mua lại mua trà màu. Khuyên nhiều. Đấy, quay chia sẻ cho anh em chỉ là quay chia sẻ như này thôi. Không thể quay chi tiết được cho anh em đâu. Anh em nào thích anh em cứ đến chợ, anh em tham khảo giá và xem chim. Đấy. Đây con của đuôi này này nhìn móng của anh em ơi, đuôi móng màu đẹp lắm. Bán nhiều đấy là khu vực này bán lồng chim, bán cốc chim đấy, nó chỉ khu vực này, nó chỉ này thôi. Khu vực này là bán trong vòng khoảng tất cả những khu vực này đều là khu vực bán chim của anh em, chơi chim của anh em đấy. Bên này là bán chim khiếu họa mi. Đấy, anh em mà có sở thích yêu chim thì anh em ra chợ chim Lạng Sơn anh em chọn mua một con chim nhé. Hôm nay đưa anh em đi tham quan một vòng chợ chim, chưa chia sẻ được hết đâu. Nhưng mà anh em thích anh em cứ đến. Chào anh em nhé. Lồng chim đủ loại. Đủ các loại lồng chim luôn các bạn nhé. Phụ kiện đây, bên này là lồng bẫy này. Hôm qua rằm hay sao hôm nay nhiều chuối thế nhỉ? Rất là nhiều chuối. Bên này cũng rất là nhiều trà màu này các bạn. Trà chim này chủ yếu là trà màu nhiều. À, mi trà màu. Khuyên. Trà màu. Đây có một em trà màu rất là đẹp. Đây có một em khá đẹp luôn trà màu. Rất là thuần luôn các bạn nhé. Con này có em ạ, thuần phết là nhỉ. Đẹp nhỉ. Khá thuần. Nhìn nữa là đẹp luôn, nhìn nữa. Ở mang đi áp đi. Áp này không? Ấy giờ đấy.
trắng đấy ạ. Qua đêm quá thoải mái mà. Con này nó chim đấu đấu.